Quỳnh Đường Vlog xin kính chào anh chị chú trên kênh của em nha. Tháng nay trưa lần 13 bắt đầu có khách đằng xa đến đây đúng cả còn năm cả nhà. Hai đứa gái. Không phải. Bé khác. Đây bên đây. Này vào đây. Mới được là nhiêu lần cho nên ký đăng ký mình có đơn nó đi mình nó đó từ đâu anh thôi à cái một gần đây hả nhưng mà đăng ký cái tên được hết thì dành cho anh cầm cái chứng minh đi đăng ký lại thì thấy mua điểm chút chắc chắc ăn muốn xài thì đăng ký lại cũng được đây được mấy lần hả mình lấy cái gì mình đi công việc gấp quá cho nên chạy qua luôn. Hôm nay là mấy bạn ở dưới miền Tây lên á. Mình là giám đốc công ty gì anh? Mình làm bên bất động sản. Bất động sản đúng rồi. Bạn ở dưới là quyết tâm lên đây thăm mộ Vũ Linh. Cho nên bữa nay bạn không biết đường đi. Chẳng chứ cho anh chở chị lên mấy chị lên đây luôn. Chào mấy bạn nha. Dạ. Cảm ơn anh. Lại khen nữa. Đề do Bình Dương cúng cậu năm bữa cơm trưa rắc quỳnh trón. Lấy cái này cày mình. Không, Nhi Minh, cái bông ra ngoài đây tại mình cúng vô. Còn chừng nào mình cúng ra ngoài đất đai thì mình sẽ xây ra. Rồi đúng không quý vị? Xịt ra thế này, xịt ra thế này. Đó, muốn em được. Đại gia Bình Dương. Rồi nhắc ghế giùm em luôn nha. Hôm nay là một vị đại gia xuất hiện. Đúng đúng ha. Đúng đúng đâu. Đại gia Bình Dương 15X phải không? Cái này em mua. Thấy chị thấy vợ anh mua mà. À, khán giả Duy Minh. Xin đi ở Mỹ. À, xin đi ở Mỹ. Giờ thấy chị ở Mỹ. Ủa ghét trên. Đó nha. Cảm ơn chị xin đi rất là nhiều. Chị xin đi nha. Rồi, kiểu luôn hả chị? Đúng, không để dưới đây đi. Ông Ngọc để kiểu đó. Để cho đẹp. Muốn đi đẹp vợ cái này lên. Để vô để khỏi ngã đó nha. Cầm lấy cái chùm nhang chấm vô. Đẹp thôi. Mười dĩa cơm trắng nha cả nhà. 2 4 6 8 10 10 dĩa cơm chay hả chị? Cắt bớt cái bông cơm chay. Bông này dày quá ha. 10 dĩa cơm 10 món cắt cái dưới chừng nó bớt cái nó cao quá nó sẽ lung lay. Mâm cơm to đùng luôn. Rất quỳnh tráng. Cảm ơn chị Trang Điền nha. Xin đi. Cảm ơn chị xin đi. Cảm ơn chị Cindy ở Mỹ nha. Chị Cindy đã mời cậu và người ăn nghỉ ở đây cái bữa cơm cùng dùng cơm với cậu Vũ Linh nha. Cậu Nam lúc nào cũng vui, vui vẻ. Giờ qua quay chị đợi già tí thôi. Có cái nhà. Chị vô cấp. Với cơm mốc cơm. Đừng quay dưới của anh nha, phản cảm lắm. Quay ai làm gì vui vui. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2023. Con tên là Đức Thanh Hảo, 36 tuổi. Có kênh YouTube Di Minh Vlog, Hấp Cái Hương, Trình Dứ, Thổ Thần, Thổ Địa, Thổ Mộ ở đây. Đất đai Dương Trạch, Hàng Hoàng, Bổ Cảnh, Long Thành, Hồ Pháp ở Hoa Viên. Nghĩa Trang Bình Dương hôm nay là được sự trợ duyên của chị Cindy ở Mỹ. Để gửi cho Di Minh cũng một cái mâm cơm chay gửi tới là chú Vũ Linh. Thì chú Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất 2023. Hôm nay được sự đại diện của chị Cindy gửi cho Duy Minh cũng mong trai. Thì Duy Minh cũng xin
cầu nguyện cho chú về miền đất Phật. Thì Duy Minh nghĩ hôm nay là chú đã về rồi, mà Duy Minh cũng xin cúng và hồi hướng công đức cho chị Cindy. Cindy ở là Mỹ cũng được là gia đạo gia đình được là bình an vô sự an lành và làm ăn phát tài phát lộc, để sau này có đồng ăn đồng tiền để quay về giúp những cái hoàn cảnh khó khăn, và giống như là chú Vũ Linh thờ sinh thời còn sống cũng hay giúp những hoàn cảnh nghèo. Thì mong các vị các ngài tổ mẫu cũng như là tổ thần tổ địa ở đây ra di dập thằng hòa bốn cảnh long thần hộ pháp ở Nghĩa Trang qua Duyên Bình Dương này chứng nhận dùm tấm lòng của chị Cindy. Mô Di Đà Phật. Cô là biết sao mà sáu ở đây không? Hình cảm sáu. Cô góp ý là sáu ở đây là sát trời sát phật, cho nên là sáu ngoài cái gì cũng phải có trời phật, ngoài đất đai mới là đủ lợi đúng nghĩa. Mới đây đủ lợi bơm chuyên đề rất là nhiều. Thì mọi cái gì mà mình thiếu sót đó thì được cô bác chỉ dạy cho mình, góp ý. Mình cũng làm theo. Mình phải nghe lời người đi trước. Đang bị về khán giả chữ nữa. Chơi chữ. Nó không lo xanh mặt, nó không chữ. Nó không cưỡng, nó xanh mặt, nó lo xanh mặt. Anh mua kêu, ai kêu anh cho Hồng Loan xanh mặt chứ. Anh cho cười vui hay là gì động tới cái động gì đấy. Đây cả nhà. Ảnh này đâu có sợ mưa đúng không? Một lần nữa em sẽ quay cho các vị khán giả cho xem ngay trong cái bộ cổ năm này các bạn. Rất yên bình, đẹp. Biết là gì rồi. Anh nghĩ thôi. Là cái tấm ảnh của chị. Cái tấm hình này như con gái nha. Có nhìn như con gái á, thái tử á, y thái tử à, nhìn y như cái này hả? Là bức hình này không có đẹp nè. Không đẹp chứ mà nhìn không có giống ổng luôn nữa. Cái này nó sửa bớt này. Cái này y như là nhìn như thái tử á. Không có giống. Nhìn không có giống. Nhìn cái mặt giống thái tử á. Thái tử phim Tỳ Thi Đại Thánh á. Cái này mà gọi là giống. Thời gian thiệt chứ mà cái này có đúng cái này nào. Cái khúc này là mắt hơn tấm hình này nha. Không sao nào. Bên hình nào? Là chủ nhân của đây tiết lộ cho một người chị đó, người chị tiết lộ cho Duy Minh nè, cái khung này là mắc hơn tấm hình này. Đúng rồi, cái khung này đó là nó có vằn lá 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 thiệt, đầu nó dán vô rồi lấy nó cọ nó quẹt người ta làm xây ra kiểu như cái làm như nó bọt kia bột nhĩ vậy đó. Đúng rồi. Có cái lá người ta dán vô bắt đầu người ta lấy cái cọ người ta quét nó bỉa ra cái khung mắc hơn tấm hình đó. Khung mắc hơn tấm hình là được anh Lê Hoàng tiết lộ đó. Cái này em biết mà. Tiết lộ mà nói chung là cái thông tin mặt nha, nhưng mà giờ mấy anh em cũng thắc mắc quá, mấy anh em dự đoán là mình cứ nghĩ bức ảnh nhiều tiền hơn cái khung là không có đúng đó, cho nên là sẵn đây mình nói luôn cho anh em dễ mô tả cho bà con ta dễ biết. Quá đẹp đúng không? Còn mấy cái gâu này á, anh Lê Hoàng á, anh nói là cái gâu này là gâu thiệt của chú luôn. Đúng rồi, cái này anh làm là gâu thiệt của chú luôn nha. Thiệt luôn. Chứ không phải là gâu giả nghe, gâu thiệt của chú ở dưới cái hàm của chú nè, thấy không? Có gâu thiệt luôn. Cái này là trong hình mà. Hình thì hình nhưng mà đâu thật. Nhưng mà gâu thật của chú. Thật. Chú ngoài cũng vẫn giống. Chứ không phải là gâu giả. Năm có chùm gâu dưới không? Đúng rồi. Gâu thật luôn, nếu mà anh để ý kỹ thì. Ủa cậu Năm có râu trên ta. Anh để ký, anh để kỹ những cái video mà ngày xưa chú hát cả lượng anh coi được có. Có những mà cái cảnh mà quay cận đó là chú có gâu dưới đó. Gâu tài đúng không? Giống như thành võ là phải không? Câu tài. Giỡn cũng có chồng nữa đó không? Giống chồng giống này bác anh rất đẹp. Nhiều duyên. Con dê. Con tài nó nói ba con thì ba bác anh rất là đẹp cả nhà. Thôi Quỳnh vlog kết thúc video tại đây cả nhà. Chúc mọi nhà mua vui vẻ. Dạ, cảm ơn các bạn nhiều.